Những điều cần biết khi gặp người lên cơn co giật động kinh. Các cơn co giật của động kinh thường xuất hiện một cách đột ngột, lặp lại theo chu kỳ. Giữa các lần xảy ra thì có đặc điểm tương đối giống nhau. Bệnh có thể gặp ở một số đối tượng, nhưng thường xuất hiện ở trẻ em từ sơ sinh cho đến 12 tuổi và người lớn trên 55 tuổi. Khi gặp người lên cơn động kinh, cần bình tĩnh, không sợ hãi, dọn dẹp những đồ vật cứng, sắc nhọn, dễ vỡ, dễ cháy ra xa bệnh nhân để đề phòng chấn thương cho người bệnh. Đặt đầu bệnh nhân lên gối hoặc vải mềm. Không ghì đè hay giữ chặt bệnh nhân. Không cho bệnh nhân uống nước hoặc uống thuốc vì có thể gây ra sặc, tắc nghẽn đường thở. Đầu tiên đặt một cánh tay của họ theo một góc vuông ở bên cơ thể. Điều này sẽ tạo tư thế thoải mái khi xoay họ nằm nghiêng. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay bên kia của họ áp vào má đối diện. Nếu là tay trái thì áp vào bên má phải hoặc ngược lại. Đồng thời kéo đầu gối của họ lên, nâng chân vuông góc với sàn. Sau đó xoay người họ nằm nghiêng sang cùng bên với cánh tay đặt dưới sàn, áp sát xuống sàn, chú ý không để hai chân đè lên nhau. Cuối cùng nhẹ nhàng nâng cầm, nghiêng đầu ra phía sau. Điều này sẽ mở rộng đường thở, giúp họ thở dễ dàng hơn, không gây tắc đường hô hấp. Chúng ta hãy cùng thực hành lại lần nữa nhé! Cố gắng theo dõi thời gian của cơn co giật và ghi nhận những gì xảy ra trong cơn co giật để mô tả lại cho nhân viên y tế. Nếu cơn co giật kéo dài trên 5 phút hoặc sau cơn co giật một thời gian dài mà bệnh nhân không tỉnh lại thì nên gọi cấp cứu hoặc bấm số 115 hoặc 112 khi gặp những tình huống khẩn cấp.